Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta dâng lễ hôm nay mừng kính mầu nhiệm đầu tiên trong đức tin mà chúng ta tuyên xưng, đó là mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là mầu nhiệm mà một cái tên cũng nói lên cái sự sống của Thiên Chúa, đó là sự kết hiệp nên một giữa ba ngôi vị của Thiên Chúa. Và hoa trái của tình yêu đó là Chúa đã nên người giống như chúng ta, Chúa đã dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa và xin cho mỗi người chúng ta sống sự sống của Chúa trong cuộc sống của mình, là sống nên một với nhau. Chúng ta hợp ý dâng lễ tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức Mẹ, cầu bình an cho gia đình, cầu cho linh hồn Phaolô và Catarina để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa, xin tỏ lòng từ bi Chúa cho chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các từng trời. Và bình an nơi thế cho người lòng. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con chúng tụng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đứng Chúa Cha. Chúa xa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn.
Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đấng Chúa Thánh Thần trong vinh quang, Đấng Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai con một là lời chân lý và sai Thánh Thần, Đấng Thánh Hoa muôn loài đến trần gian, mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật, là nhân biết và tôn thờ một Thiên Chúa ba ngôi uy quyền vinh hiền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Trích sách đệ nhị luật. Ông Mô-xê nói cùng dân chúng rằng: các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ Thiên Chúa tác thành con người trên mặt đất, từ chân trời này đến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra một việc vĩ đại như thế này chăng? Có bao giờ người ta đã nghe thấy những việc lạ lùng như vậy chăng? Có bao giờ một dân tộc đã nghe lời Thiên Chúa từ trong lửa phán ra như các người đã nghe mà còn sống chăng? Có bao giờ Chúa dùng thử thách, dấu chỉ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng mạnh mẽ và những thị kiến khủng khiếp để chọn lấy cho một mình dân tộc giữa các dân tộc khác? Như Chúa là Thiên Chúa, các ngươi đã làm tất cả các điều đó trước mặt các ngươi trong đất Ai Cập chăng? Vậy hôm nay các ngươi hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng trên trời dưới đất chính Chúa là Thiên Chúa, chứ không có Chúa nào khác. Hãy tuân giữ các lề luật và giới răn mà hôm nay chính ta đã truyền dạy cho các ngươi, hầu cho các ngươi và con cháu mai sau được hạnh phúc và tồn tại trên phần đất mà Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho ngươi. Đó là lời Chúa. Vì lời Chúa là lời chân lý, bao việc Ngài làm đều đáng tin cậy. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa. Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành, và mọi cơ binh chung đều do hơi thở miệng Ngài. Vì chính Ngài phán dạy mà chúng được tạo thành, chính Ngài ra lệnh mà chúng trở nên thực hư. Kỳ Chúa để mắt có những kẻ kinh sợ Ngài, nhìn xem những ai cay trong ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chế và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn. Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Đấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa thì là con cái Thiên Chúa. Vì không phải anh em đã nhận tinh thần nô lệ trong sợ hãi nữa, nhưng đã nhận tinh thần nghĩa tử. Trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng Abba, lạy Cha. Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu là con cái thì cũng là những người thừa tự, nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa và đồng thừa tự với Đức Kitô. Vì chúng ta đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người. Đó là lời Chúa. Chúa cùng anh chị em. Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy 11 môn đệ đi về Galilê, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Công đoàn phụng vụ và thiếu nhi các con thân mến, có một câu chuyện thú vị về một cậu bé tên là Valencia. Cậu ta mồ côi lúc mới có lên năm, người cha qua đời và phải ở với mẹ ở một khu lao động nghèo bên Tây Ban Nha. Rồi thế nhưng đó là một cậu bé đạo đức, hằng ngày đều đi dự thánh lễ. Rồi sau khi dự thánh lễ xong thì cậu bắt tay vào việc ăn sáng, rồi là đi làm nghề đánh giày cho khách. Ở Việt Nam mình thỉnh thoảng thì có, còn nước ở nước ngoài đánh giày là thường, bởi vì ở nước ngoài người ta đi giày nhiều lắm. Và mỗi khi mà nhận được tiền công thì cảm ơn ngoài miệng, nhưng mà rồi lại làm dấu thánh giá để tạ ơn Chúa. Thế là bạn bè của Valencia thấy như vậy thì nói với nhau này: gạo không lo mà lo giữ đạo. Giữ đạo vậy mà có đủ gạo mà ăn đâu. Còn Valencia thì sao? Thì vẫn cứ tin rằng hiên ngang là Chúa lo, tin rằng là Chúa lo liệu cho mình, chỉ cần mình sống đẹp lòng Chúa. Đến năm 17 tuổi thì có một cái ban văn nghệ mượn cậu đóng vai. Vai gì các con đoán được không? Vai thằng quỷ. Mà đóng vai thằng quỷ thì phải ăn tục nói phét, rồi phải gọi là những điều nó chẳng hay thế nào. Valencia từ chối, không nhận, nhưng mà rồi chẳng ai nhận cả. Mà để cho buổi văn nghệ nó được tốt đẹp thì cậu cũng nhận. Và rồi sau cái màn đầu thì khán giả vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Đến màn thứ hai vừa mới mở ra thì trời kéo dông, rồi thấy tối u ám, cái đùng một cái sét đánh cái rầm. Thế là lúc đó đang đóng vai thằng quỷ
đen thui, có cái đuôi. Vậy mà rồi Valencia làm sao? Làm dấu nhân nhân cha bà con và thánh thần. Thế mọi người cười ồ lên, ơ thần quỷ làm dấu. Thế nhưng mà rồi sau đó người ta mới để ý, có một vài người hỏi thăm, sao mà thằng quỷ làm dấu rồi? Nhờ làm dấu đó mà nhiều người hỏi thăm và biết được là cậu là một cậu bé có trí và ngoan, cho nên là có một người giúp cậu đi học, học hết tiểu học, học lên trung học, lúc đó là đang trung học rồi, rồi sau đó học tiếp đại học nữa. Và cuối cùng thì Valencia đỗ tiến sĩ năm mới có 30 tuổi, mà nhờ là đóng vai thằng quỷ và làm dấu thánh giá. Và phải nói được, trong cả cuộc sống của chúng ta, từ sáng đến tối làm dấu thánh giá nhiều lắm, nhưng mà lại có một lúc mà chúng ta lại ngại làm dấu thánh giá. Đó là khi mà đi ăn cơm ngoài tiệm chẳng hạn, thì ngại làm dấu thánh giá nó là cái chuyện ở bên ngoài thôi, nhưng mà cũng nói lên cái chuyện ở trong tâm hồn. Ví dụ như các con mà vừa mới đây cha xem trên mạng, có một anh đỗ đạt mặc áo đẹp lắm, nhưng mà bố thì lại là một ông già nhà quê coi cù lần, xấu xí và quê lắm. Vậy mà anh này là chụp hình chung với bố rồi đăng lên trên mạng và nói rằng là tôi tự hào với người cha của tôi. Và người ta bảo là xem quả mà biết cây, ông già thì coi xấu xí, coi quê mùa lắm, ăn mặc tồi tàn, nhưng mà cậu con trai thì ăn mặc cái đồ mà mặc khi mà được cử nhân đó, mặc đẹp. Và người ta nói là xem quả thì biết cây, tức là ông già nhìn bên ngoài thì không ai biết làm sao, nhưng mà nhìn cái người con đó, thì biết đây là một con người tốt lành và lương thiện và hay lắm, và nhiều cái hay. Vậy thì khi mà chúng ta làm dấu thánh giá là một lần chúng ta tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa. Và như lời Chúa ngày hôm nay trong bài đọc 1, chúng ta nghe kể về những việc Chúa làm cho dân Do Thái ngày xưa nhiều lắm, nhưng mà qua đó chúng ta thấy được cái tình thương mà Chúa dành cho dân Do Thái. Đó không phải là cho dân Do Thái mà thôi, nhưng mà qua từng lời từng chữ đó, Chúa muốn nói lên cái tình thương mà Chúa dành cho mỗi một người chúng ta. Rồi trong bài đọc 2, chúng ta nghe thấy Thánh Phaolô nói với dân Chúa về cái tiếng mà chúng ta gọi Thiên Chúa là cái tiếng Ba, tiếng Cha. Tìm có mỗi vùng mỗi nơi, nhưng mà chẳng hạn như là người Do Thái gọi là Abba, trẻ đó nó gọi cha, con nít đó, thì nó gọi cha là Abba, Abba. Và đây là gì? Một chữ đơn sơ thôi, nhưng mà nói lên cái tâm tình thân mật vô cùng giữa một đứa con với người cha. Và đó là cái điều Chúa mong muốn tỏ ra với chúng ta, và Chúa mong muốn chúng ta có với Chúa. Ở đây không còn là cái chuyện trên dưới, là lớn nhỏ nữa. Trong nhà thì người cha có thể làm chủ tịch nước, có thể làm tổng thống, có thể là làm tiến sĩ vân vân, nhưng mà khi về nhà thì sao? Quỳ bò xuống để cõng con trên lưng làm ngựa cho con cưỡi, là cái tình thân, tình yêu nó xóa hết. Mà rồi trong cái tình yêu thì không có phân biệt, mà một trong những cái nội dung của mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi đó là ba thì khác nhau. Cha không phải là con không phải là thánh thần. Các con học giáo lý chắc cũng có biết rồi, cha chỉ nhắc lại đây là những cái tiếng mà biệt quy. Chúa cha thì tạo dựng trời đất này, còn Chúa con thì sao? Chúa con thì cứu chuộc chúng ta, còn Chúa thánh thần thì thánh hóa chúng ta. Nói rằng ba ngôi có ba việc khác nhau để nhấn mạnh đến cái điều là cha không phải là con không phải là thánh thần. Thế nhưng mà ba ngôi lại nên một với nhau. Ở đâu có cha thì cũng có con, ở đâu có cha con thì cũng có thánh thần. Và điều này các con cũng có thể hình dung ra được khi mà xem họa sĩ vẽ một bức tranh. Ông họa sĩ vẽ bức tranh đẹp, thế rồi ai vẽ vậy?
cái tay nói rằng cái này là tôi vẽ, không phải là của cái chân. Có đúng không các con? Rồi cái đầu thì lại bảo là tôi nghĩ ra. Rồi cái tay thì vẽ. Rồi cái cọ đó nó cũng xía vào, nó bảo là cái này là tôi vẽ bức tranh. Cái cọ vẽ bức tranh đúng, cái tay vẽ bức tranh đúng, cái đầu vẽ bức tranh đúng. Rồi cái chân có vẽ bức tranh không? À có chứ. Nhưng mà vẽ như vậy nè, cái chân là chạy đi lấy sơn, rồi cái chân là để cho cái tay có những chỗ cao đó, với không tới được thì cái chân phải nhón lên. Cho nên là bức tranh đó là cái thành quả của cả một con người. Và điều này cũng có thể dùng để hiểu được chúng ta, mọi ơn lành của chúng ta là bởi Chúa Ba Ngôi. Tuy rằng nói rằng Chúa Cha dựng nên ta, Chúa Con cứu chuộc ta, Chúa Thánh Thần thánh hóa ta, nhưng mà chúng ta là một bức tranh mà cả Cha, cả Con, cả Thánh Thần là công trình chung của cả Ba Ngôi. Tuy rằng ba nhưng mà lại nên một với nhau. Vậy thì cái điều mà chúng ta tuyên xưng ra bên ngoài mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, như đầu bài giảng cha nói chuyện ở đó, là cái thứ nhất là chúng ta làm dấu thánh giá. Mỗi lần làm dấu thánh giá thì chúng ta nói với Chúa là Chúa Con tin Chúa Ba Ngôi. Và làm dấu thánh giá cũng là để nói với mọi người chúng ta là con của Thiên Chúa. Có nhiều khi ra ngoài quán ăn mà các con lại ngại làm dấu thánh giá, thì như vậy là các con không dám nói mình là con của Chúa, thì làm sao Chúa có buồn không? Chúa buồn chứ. Chúa bảo vậy thì nó không dám nhận ta là cha của con, thì con cũng không đáng làm con của cha nữa. Và đúng là như thế. Tuyên xưng ra bên ngoài là làm dấu thánh giá, rồi tuyên xưng qua bên ngoài bằng đời sống đạo. Khi mà chúng ta sống đạo tốt, đặc biệt là sống tình yêu thương đối với nhau, và ba ngôi nên một làm sao, thì chúng ta cũng phải nên một với nhau như vậy. Các con là con cái trong một nhà, thì cái điều gì làm cho cha mẹ các con vui mừng nhất? Đó là các con sống yêu thương nhau. Con cả đây chào bố, con thứ hai chào bố, con thứ ba cũng chào bố, nhưng mà lại đánh nhau. Tức là ta không nhận mày là em của tao, và tôi không nhận anh là anh của tôi. Thì có được không các con? Không được. Một trong những cái điều mà lạy Chúa, con tin Chúa là cha của con, thì đồng thời nhìn thấy mọi người là anh em của mình, thì lúc đó mới gọi là tin Chúa là cha. Còn nếu như không thấy mọi người là anh em, còn ghét ai, còn giận ai, còn nghỉ chơi với ai, thì không được đâu. Các con trong nhà làm như vậy thì cha mẹ các con buồn lắm. Cha mẹ gọi là có giỏi đến đâu đi chăng nữa mà thấy các con mà cãi nhau thì đừng bao giờ làm như vậy. Cha mẹ buồn lắm, và Chúa trên trời cũng sẽ buồn lắm khi mà chúng ta kỳ chơi nhau ra. Chúng ta dâng lễ tạ ơn Chúa đã cho chúng ta được làm con, và xin cho chúng ta sống xứng đáng là con của Chúa bằng một đời sống yêu thương gắn bó với nhau. Anh đau thì em cũng buồn, mẹ em đau thì anh cũng lo. Có như vậy thì chúng ta mới có thể gọi Chúa là cha. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cha. Chiều đông đinh trên cây thánh giá, trên và tăng sách xuống gung tù tung. Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa.
Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tôi. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống về. Amen. Anh chị em thân mến, ba ngôi Thiên Chúa đã biểu lộ tình yêu khi tạo dựng và cứu độ chúng ta. Tin tưởng vào tình yêu Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin. Phúc tay dân tộc được Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng của Ngài. Xin cho các tín hữu trong đại gia đình hội thánh biết tôn trọng, gắn bó và cộng tác với nhau, để trong giáo hội có sự hiệp nhất yêu thương. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia luôn có tinh thần thiện chí hợp tác, đối thoại để cùng nhau xây dựng nền hòa bình và công lý cho mọi dân nước. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Ai sống theo Thánh Thần thì là con Thiên Chúa. Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta biết ngoan ngoãn vâng nghe Thánh Thần, để sống xứng là con cái Thiên Chúa và ngày càng thêm mến Chúa yêu người. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Lạy Thiên Chúa ba ngôi, Chúa đã thương tạo thành, cứu chuộc và thánh hóa chúng con. Xin cho chúng con biết đáp lại tình yêu vô biên của Chúa bằng một đời sống kết hiệp nên một với nhau, gọi nhau là anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lê của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, này chúng con kêu cầu danh Thánh Chúa, cúi xin Chúa nhận lời cầu nguyện và thanh hoa lễ vật chúng con dâng. Nhờ lễ vật này xin biên đổi chúng con thành của lễ hoàn hảo đời đời dâng Thiên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc. Thân là chính đáng phải đau và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Cùng với con một Cha và Chúa Thánh Thần. Cha là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tề duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc, nhưng trong ba ngôi cùng một ban thi. Nhờ mặc khải Cha ban, chúng con tin Cha là đấng vinh hiển,
Và chúng con cũng tin như thế về con Cha và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Cha là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ ba ngôi, tuy riêng biệt nhưng cùng một ban thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau. Vì thế các thiên thần và tông lãnh thiên thần ngợi khen Cha và hằng ngày không ngớt lời ca tụng, đồng thanh tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thân là Đấng Thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thanh hoa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và mau Đức Giêsu Kitô, con Chúa, Chúa chúng con, thừa lãnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sông và thanh thiên này để ta ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiên lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bồi dưỡng bởi mình và mẫu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiên Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiền vinh, và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lư thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến,
cùng với tôi Thơ Chúa là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Emmanuel chúng con, Đức Cha Tôma cùng toàn thể hàng giám mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhắm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tàn ma khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tu tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa khỏi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể tức người dây, chúng ta dám nguyện rằng: chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dù, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đứng xoa tôi trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Làm phép rồi.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin cho bi tích chúng con vừa lành nhân và lời chúng con tuyên xưng Chúa là một Chúa ba ngôi, đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.